Xin chào và cảm ơn bạn đã xem video về những lý do khiến chuyến bay bị hoãn chuyến. Trên thực tế, việc hoãn chuyến không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân của mỗi hành khách mà còn tác động đến hoạt động hàng không và hệ thống giao thông nói chung. Để hiểu rõ hơn về tại sao chuyến bay lại bị chậm trễ, chúng ta cần xem xét các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một số nguyên nhân khách quan có thể là do thời tiết xấu, hư hại của máy bay, sự cố trong quá trình tiếp nhận hành khách hoặc việc thực hiện các quy trình thủ tục sân bay. Trong khi đó, nguyên nhân chủ quan thường xuất phát từ các vấn đề về hệ thống làm thủ tục hoặc trang thiết bị tại sân bay cũng như từ sự không đồng nhất trong quy trình hoạt động của các bên liên quan khi một chuyến bay bị hoãn chuyến sự phản ứng của hành khách thường không chỉ là sự bực bội mà còn là sự lo lắng và bất an về kế hoạch đi lại của họ tuy nhiên đôi khi nguyên nhân của sự chậm trễ có thể không phải là do hãng hàng không mà là do các yếu tố không lường trước như tình trạng của sân bay hoặc điều kiện thời tiết trong mọi tình huống Việc quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hoãn chuyến đòi hỏi sự linh hoạt và chuyên nghiệp từ phía các nhà điều hành hàng không. Chúng ta cần nhìn nhận rằng mỗi quyết định hoãn chuyến đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho mọi hành khách. Những lý do khiến chuyến bay của bạn bị hoãn chuyến. Một chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn nhất của Việt Nam Airlines phải lùi giờ khởi hành vì đợi khách từ nội bài vào. Tuần này, hàng chục chuyến bay Vietjet Air bị điều chỉnh chỉ vì trục trặc trong tiếp nhận máy bay mới chậm chuyến về bản chất là thay đổi lịch bay mà căn cứ cao nhất của nó là an toàn. Vì vậy sẽ có rất nhiều trường hợp bất khả kháng. Đầu tiên là một loạt nguyên nhân khách quan do thời tiết, tàu bị hư hại trước chuyến bay và phải chim va chạm trên sân đỗ. Chậm chuyến dây chuyền, tìm khách do không ra máy bay, khách đến muộn, dỡ hành lý của hành khách bị từ chối vận chuyển. Vì quá nhiều hành khách không hiểu luật, lại vô trách nhiệm nên gần đây các hãng hàng không đã tăng thời gian đóng quầy thủ tục của chuyến bay để bắt buộc khách đến sân bay làm thủ tục sớm. Nguyên nhân chủ quan cũng rất nhiều do các hệ thống làm thủ tục tại sân bay bị hỏng, trục trặc trang thiết bị mặt đất, tắc nghẽn luồng không lưu. Khi bị đi lây, khách thường phản ứng hãng bay, nhưng đâu biết có khi lỗi do sân bay, chả liên quan gì đến hãng bay cả. Trên thế giới, các sân bay Trung Quốc nổi tiếng gây chậm chuyến. Các hãng hàng không lớn chuyên nghiệp đến mấy vẫn có thể khởi hành chậm từ các sân bay của quốc gia tỷ dân này. Lỗi kỹ thuật tàu bay cũng là một nhóm nguyên nhân khó đoán định. Kiểm tra kỹ thuật trước khi cất cánh là quy định bắt buộc. Nếu lỗi đơn giản hoặc sân bay có đủ thiết bị hỗ trợ thì còn có thể nhân nhượng hoặc khắc phục kịp thời. Còn lỗi phức tạp, không thể xử lý ngay thì phải hoãn, hủy chuyến. Lý do khai thác cũng là nguyên nhân delay, chẳng hạn phi công bị ốm bất ngờ hoặc không đáp ứng quy định ngặt nghèo về an toàn bay. Phi công sau một chuyến bay phải được nghỉ ngơi đủ thời gian quy định. Vì lý do nào đó mà giờ khởi hành vào đúng thời gian nghỉ thì cả trăm khách đợi phi hành đoàn là có thể xảy ra. Vậy nên, các hãng bay thường bố trí phi công dự bị. Nhưng phi công lại chỉ được phép lái một loại tàu bay. Nên nếu người dự bị ấy lại chỉ phù hợp loại tàu bay khác thì đổi máy bay là việc buộc phải làm. Chậm chuyến còn có thể vì các lý do phục vụ mặt đất như dịch vụ cấp suất ăn, bốc rỡ, bơm tra dầu, cân bằng tài hành lý bởi các công ty dịch vụ mặt đất lại độc lập với sân bay và hãng bay. Cùng nằm trong dây chuyền hàng không ấy, chỉ một khâu trễ nải, trục chặt là khách bay lại phải đợi. Đó là chưa kể hàng loạt nguyên nhân bất khả kháng khác như chờ chuyến bay chuyển khách và hành lý từ chuyến bay khác. Nhưng các lý do, nguyên nhân được liệt kê trên chỉ là căn cứ đầu vào. Còn quyết định hoãn hay hủy chuyến thế nào mới là thách thức, đòi hỏi lãnh đạo hãng bay có rất nhiều thông tin để ký lệnh. Lấy tình huống chuyến bay sử dụng tàu bay thân rộng, B787 hoặc A350 bị hỏng bất ngờ, hãng sẽ có hai phương án. Đợi một máy bay khác tương tự, điều này thường mất thời gian, đôi khi phải cho một máy bay bay không tải từ một sân bay khác về để khai thác. Chưa kể, bản thân việc thay đổi vị trí của một máy bay, đổi sân bay, lại làm xáo trộn hoàn toàn lịch bay, ảnh hưởng rất nhiều đến khai thác. Trường hợp thay thế bằng máy bay thân hẹp như A321 chẳng hạn thì lại phải tính khách nào đi A321, khách nào ghép chuyến sau ghép chuyến thì lại dẫn tới phản ứng dây chuyền mà thời gian xử lý có thể kéo dài đến hôm sau mới gọn mỗi tình huống trục trặc phát sinh trong hoạt động hàng không đều dẫn tới vài phương án phải lựa chọn mỗi phương án được chọn lại dẫn theo nhiều kịch bản phải tính toán tổ hợp các phương án lại cho ra hàng nghìn cách khác nhau để giải quyết không chỉ phải đáp ứng yêu cầu cao nhất về an toàn về chất lượng dịch vụ với khách hàng mà còn phải hài hòa bài toán doanh thu chi phí do đó việc khai thác điều hành mỗi chuyến bay để đáp ứng và hài lòng tất cả khách hàng trong khi vẫn đảm bảo an toàn luôn là thách thức cảm ơn đã xem video và hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật thêm thông tin hữu ích từ chúng tôi